sao cái vết thương ở chỗ này. Chào mọi người nha. Mình đây mình với anh Nùng mà tiếp tục đi thăm bãi mọi người. Nùng mình mới đi vô cái lối đó rồi, mình đi qua cái lối bên kia. Thì mỗi người một lối. Nói chung là có 3 lối mọi người, mỗi người một lối, rồi còn một cái lối dài ở bên kia thì anh em tí nữa xuống đi chung với nhau. Còn hai lối này thì mỗi ngày mỗi người một lối đi thăm cho nó nhanh. Thì không biết cái lối Nùng có chính không nha. Anh Nùng anh mới tới kiểu như mình xe mình lại mình chạy tới sau á. Cái Nùng mình lên mình thăm trước rồi. Còn mình chuẩn bị mình đi vô cái lối giữa, còn cái lối cuối cùng mà tí nữa hai anh em đi thăm chung thì mọi người cùng theo chân hai anh em mình đi thăm coi có gì nhau rồi. Thì dụng cụ anh em đi thăm hàng ngày thì có túi lưới đồng quần, túi lưới dao là nước uống này, có tiền bạc có trên xe này. Thì mọi người cùng theo chân hai anh em đi thăm coi mình có gì nhau rồi. Let's go. Nhưng mà sao cái vết thương ở chỗ này có giò rồi ta. Thật còn mới lắm mọi người. Nhưng mà cái chỗ bị thương này, cái chỗ bị thương có giò. Không biết về còn ăn được không. Dạ. Gà này không mà. Chắc là gà cồ mọi người. Gà cồ rồi. Mất công mình nói lộn gà mái nữa anh em chửi chết. Hôm bữa nói lộn nhìn lộn một bữa rồi mà anh em chửi quá trời. Mình thì mình không rành về cái dòng gà rừng này mọi người. Mình đi hay đi bẫy thôi chứ còn gà về gà thì mình không biết con cáo con mái đâu, nhìn nó cũng khó. Như con này nhìn về không lẽ ai biết gà cáo gà mái, chắc mình nghĩ gà cáo giống con hôm bữa. Thôi để mình giải quyết nó ra đã mọi người. Mới hàng cái đầu tiên dính con gà luôn. Không biết nó còn gì không á. Đây, chặt cái chân nó đi. Chặt cái chân nó đi, chắc còn xài được không một người. Con này thì mới chế thôi. Có không anh? Cắt chân nó đi mọi người. Cắt cái bãi này luôn nha mọi người. Đi đâu phía bên mép bên kia rồi. Đi thông thái tên rồi. Rồi cái này bật nữa mọi người. Mà không biết chính con gì đây. Đây bạn đạp thấy đây nhưng mà không thấy bẫy đâu. À bẫy đây. Rồi dính tiếp con chim phá bẫy nha mọi người. Cái dòng này là dòng phá bẫy nè. Chung là mình ghét nhất cái giò là cái loại này với lại chuột. Loại này nếu mà nhiều thì về làm thịt ăn cũng ngon nha mọi người. Chứ không có dở đâu. Đây bẫy đây. Con này chắc là mới vừa dính đâu hồi chiều hôm qua. Bây giờ vẫn chưa hôi nha mọi người. Nói chung là đem về ăn vẫn còn được. Nhưng mà thôi ít quá thôi. Cái lưng mòn đẹp ghê mọi người. Đó mọi người coi. Lối đi cực kỳ đẹp luôn mà cứ dính mấy con chim này không à. Cái gì vậy ạ?
sách nhiều quá mình không dám bỏ cái túi sách xuống. Bỏ túi sách xuống rồi. Rồi thằng đầu tiên trong này còn khỏe mà. Ôi còn mấy cái bên này nữa mọi người, để mình đi lên đó mình thăm luôn. Đấy, đấy. Bỏ vô luôn anh. Bỏ vô cặp luôn. Rồi để em lên cho em đi thăm cho nó. Này còn hai cái nữa bạn, một hai cái vậy. Quẩy banh sát cái đó đi. Rồi, rồi mình chờ anh Hùng anh đặt xong cái bẫy này rồi anh em mình đi xuống đây thăm mấy cái bẫy lợn rừng nha mọi người. Đây, phía dưới đó đó. Rồi mùa này trời mưa vắt nhiều ghê, kinh khủng luôn mọi người. Chung là đi đâu cũng có vắt hết. Đó, anh Hùng đang đặt cái đó. Thì bẫy anh em mình toàn là xài lá khô thôi mọi người, để ngụy trang cho nó dễ. Toàn lỗ đi đẹp không mà chưa thấy động tĩnh gì hết, mới được có một con chồn bạc má à mọi người. Chồn quá trời vắt quá trời quá đất. Đây bật nhưng mà không có dấu gì hết mọi người, thấy nó lùi xuống dưới kia nhưng mà không thấy dấu lông hay là dấu chân mọi người. Nói chung là chỉ thấy cái bẫy nó lôi xuống đó thôi. Đó thì anh Hùng sẽ đặt lại cái bẫy này mọi người. Hồi tối thì trời nó mới mưa nên vắt nè, vắt nó lên nè. Mọi người thấy vắt nó lên kinh khủng khiếp chưa? Đây, cho mày lên cây luôn. Đó mọi người coi. Bò lên tới cổ luôn mọi người. May là anh em mình cũng có xịt xà phòng đồ với lại muối đồ nên nó cũng đỡ lên mọi người. Chứ mọi người mà không có trang bị những cái thứ đó thì nó bò lên tới cổ luôn. Đó, anh Hùng đang đặt lại cái bẫy này. Thì ngụy trang thì anh em mình chủ yếu là ngụy trang bằng lá khô mọi người. Lá khô, lắp lá khô mình lót lên rồi mình lắp đất lên. Đấy, chung anh em mình hầu hết mùa mưa là chủ yếu chơi lá khô thôi. Thì nếu mà trời nó mưa mọi người thì nó trôi đất ra thì vẫn còn thấy lá khô nên cũng không thể thấy bẫy mọi người. Còn nếu mà anh em mình nếu mà mọi người mà xài là lá tươi á mọi người thì đất nó trôi ra thì nó dễ phát hiện nên nó thấy sợ nên nó không dám bước qua nha mọi người, anh em lưu ý. Cái tiếp theo nè mọi người, cái này dính con chuột, sóc chuột mọi người. Chuột cha nồng mình dục lẹ ghê. Đây, cái này dính con sóc chuột đây. Mình thì ghét nhất cái dòng đó thịt khôi lắm mọi người. Thịt khôi ăn hôi hôi khó chịu lắm. Đụng anh Hùng bóp một tay ra luôn thấy ghê không mọi người. Thì nói chung là bẫy này nó kiểu như nó hơi cũ rồi nên kiểu như mình bật đi bật lại á, nó cũng dễ bật không mọi người. Chứ còn nếu như bẫy mới chắc anh bóp không nổi đâu. Tay anh khỏe nữa. Chứ vô bẫy mới, bẫy cạm 16 mà vô bẫy mới bóp không nổi đâu mọi người. Nó cứng lắm. Cái này nó hơi cũ rồi nên kiểu như mình hơi đạp lên đạp xuống nhiều á, nó có cái dấu lờn á nên bóp nó cũng dễ. Đây cái này thì anh em mình cũng xài lá khô hết. Đó lấy cái đó đập lên cho khỏe đấy, chờ dậy luôn. Rồi. Đó, che dậy luôn mọi người. Cái này thì anh em mình xài 2 dây hết, chỗ khu này thì gần lợn rừng mọi người. Anh em mình xài 2 dây hết. Không biết nó sẽ như thế nào. Nếu mà dính lợn không biết nó có dính được cái bẫy cạm 16 này không nữa. Anh em cùng đoán xem nha. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi anh em mình thu phục cái bầy lợn rừng này nha mọi người. Không phải thu phục nguyên bầy nhưng mà bắt được một vài con thì cũng là thành quả cao rồi. Hy vọng là bắt được một con cho mọi người xem. Rồi. Ôi. Anh em mình tới bầy tiếp theo nha mọi người. Ui cái này bật nữa mọi người. Bật nữa nhưng mà không có động tĩnh gì hết. Rồi để anh Hùng anh đặt lại cái bầy này luôn mọi người. Toàn là móm không. Cái này cứng nên anh phải dùng chân anh đạp. Trời bắt đầu nó nắng lên dần đó mọi người. Mưa mấy ngày liên tục nên hàng nó cũng ít đi. Rồi để anh Hùng anh cài lại cái bẫy này luôn nha mọi người. Đấy, anh em mình đặt toàn là theo cái lối đi hết mọi người. Toàn là ngụy trang bằng lá khô nữa. Toàn bộ là ngụy trang bằng lá khô nha mọi người.
Rồi dài cái lắp đất lên. Nhiều khi tối trời nó mưa xuống á, mưa xuống nó trôi đất ra thì nó còn lát khô, chuồng nó thấy nó cũng ít sợ, nó bước qua. Đó, cái lối đi lên thẳng phía trên đúng mọi người. Trời mới vừa mưa xong nên đất nó hơi trơn mọi người, đi không khéo là nó trợt té vỡ mồm. Đất thì đứng thẳng đứng luôn, leo toàn là leo lên đồi không mọi người. Nên nó trơn dữ lắm. Cái khu này thì mình đặt đây nè, cái khu dọc lên trên này mình đặt có mấy cái phía bên hông này. Giờ mình đi thẳng lên đây mình đi thăm cái bên này coi có. Phía bên đó anh. Đi chủ yếu là đặt trên đồi, trên dốc với lại với dưới mấy cái khe suối thôi mọi người. Lên khúc nữa anh. Đó phía bên bên đó. Nói chung là cái khu này mình mới vừa đặt khoảng tầm 2-3 ngày thôi mọi người. Cứ cách một ngày mình đi thăm một ngày. Đó phía dưới đó, bên góc đó anh. Bây giờ chẳng biết nó nằm ở hướng nào luôn. Chắc nằm bên góc bên kia kìa. Anh qua anh coi cái đó đi. Đó, đi xuống cái lối chỗ đó. Chỗ đó có cái lối đi xuống á. Đấy. Rồi anh xuống thăm cái đó đi. Rồi em lên phía trên này, em thăm cái phía bên trên này. Đây phía bên trên này mình cũng có đặt một cái nè. Rồi để anh Hùng anh thăm cái phía dưới đó nha mọi người. Cái dưới đó móm luôn rồi. Rồi bây giờ mình bây giờ mình lên phía trên này, mình thăm cái phía trên này coi có. Sớm giờ đi móm quá mọi người. Bên trên này mình có đặt một cái này, ngay chỗ gốc cây á. Cái này cũng bật luôn. Thu cha lại là dòng phá bãi này. Ngoài kia chưa á. Muốn lên nữa thôi. Tuyệt vời luôn. Đặt một cái lối đi đẹp ghê mà. Chưa thấy chuồng gì hết mọi người. Có thấy chuồng có chuồng không à. Ok. Để mình xử lý lại cái bãi luôn nha mọi người. Cái chỗ này hôm bữa dính con gúp này. Đây móm rồi. Đây móm rồi mọi người. Chỗ này hôm bữa dính con mướp này. Đâu phá tại lại không biết không này. Móm rồi mọi người. Tự bật luôn. Tại sao tụi bắt chắc tụi mưa to quá tụi bật mọi người. Mưa mướp này nó cắn này, nát bét chỗ này luôn. Đó mọi người thấy không? Phá tan tành chỗ này luôn. Một cái lối đi đẹp lắm mọi người. Lối này nó hay đi nè. Còn lối đi đẹp không? Mọi người nhìn cái địa hình này. Nhìn phê chưa? Địa hình này mướp với lại bắt má nó hay đi nè. Để mình cài lại cái bẫy đó mọi người. Mọi người vừa phát hiện ra được một tổ ong nữa mọi người. Bây giờ đang đi thăm bẫy nè. Nó đang đi thăm bẫy thì có luôn này. Nhưng mà vừa phát hiện ra được một cái tổ ong nữa. Nó nằm trong cái bọng cây mọi người. Đó mọi người nhìn kìa. Rồi để mình tới. Để mình review kỹ cho mọi người cùng xem nha. Nói chung là ong này hơi dữ mọi người. Nên cẩn thận một tí. Ong này dữ lắm. Ui tổ kìa. Tổ trong bọng cây mọi người. Đó. Con to trong nhỏ đó mọi người. Đấy. Cái này thì có đồ bảo hộ mới bắt được nha mọi người. Chứ anh em nào mà thấy đừng có bắt ẩu nha mọi người. Ong này là nó cắn chết á. Mình cũng đứng xa chứ mình cũng không dám đứng gần. Đứng gần nó tưởng đâu là phá tổ nó mọi người. Nó dứt cho lên bờ ruộng luôn. Đó mọi người thấy chưa? To chưa? Đó, nó làm trong cái bộ cái hốc cây, cái bọng cây đi lên đó mọi người. Ong này thì mặc đồ bảo hộ mới bắt được. Đấy. Đây là cái cây khô á mọi người. Từ trên xuống dưới luôn. Tổ này chắc có vẻ là to đấy. Thôi,
mình tranh thủ mình đi thăm bẫy tiếp đây, để nó bữa sau rồi bắt. Chắc hay ta đi lấy măng luôn rồi. Người ta hắt cái bẫy mình luôn. Này thì chủ yếu là mình ngụy trang bằng lá khô thôi mọi người. Mùa này mà một người dùng lá tươi á thì nói chung là nó hay lộ lắm. Đựa lá khô mà đậy lá tươi lộ hết. Chỗ này hôm bữa dính gà nè mọi người, dính hôm bữa dính con gà choi choi mà gà trống mọi người. Mình tưởng là gà mái, mình nói là gà mái vô anh em nói mình quá trời luôn. Dạ. Nói chung là gà rừng thì mình không có rành mọi người, mình thấy giống con mái mình kẹo con mái thôi chứ mình cũng chả biết á. Nó bậy bậy. Mọi người thấy chân thuận đi tiếp nha. Đi xuống cái tiếp theo phía dưới này. Con này chắc mới dính đầu sáng mọi người, mới giống mới. Con này to này mọi người. Con này phải hơn cân, cân 2 cân 3. Con này to hơn con mới nãy. Để hôm qua mình thăm mấy cái bẫy á. Lần bên này coi thử có đồng tính gì không. Không giống cái gì luôn hả? Người coi này, giống nó đậm này. Nó chưa về mọi người, về là thấy có dấu chân rồi. Hôm bữa trước mà anh em mình đi đặt là có thấy dấu chân nhiều lắm, nó về nhiều lắm. Nó về là nó vô đây nó đậm, nó tắm này mọi người. Trời nóng á, nó vô đây nó tắm. Mọi người thấy không? Phía dưới dấu chân nhiều lắm. Mưa nó lấp hết. Đồng tĩnh gì không? Đấy, dấu chân trong đó nhiều lắm. Coi mấy cái chỗ kia nó bật không? Coi xong cái này là mình lên mình bắt con mặt má đó mà cũng mọi người. Xem cho nó hết à. Cái bên đó sao? Mấy cái chỗ này nhỏ mọi người, không nhúc nhích. Bên này cũng có một cái. Không đồng tĩnh gì luôn. Bên này còn một cái mọi người. Ui cha. Mưa to quá rồi, lá ra luôn. Đi trang sơ sơ thôi. Rồi. Dưới đó có ba đặt cái nào? À. Rồi bây giờ mình qua mình bắt một con mái cho mọi người xem nha. Một cái trái. Còn còn mới nãy phải không? Ôi ơi ơi. Nó cắn cái tay bây giờ. Chặn quấn hơn. Hùng lắm mọi người. Bắt thì cầm cổ nó mọi người, chứ đừng cầm đuôi nó hay trượt hay lắm. Rồi. Không đá kìa. Quấn tỏ nhiều quá khó tháo ra. Ôi. Con này cũng bình thường cũng vừa cái không được. Lấy cái túi nãy ra. Ừ, bỏ chung luôn hay là bỏ hai bọc? Bỏ hai bọc đi cho để nó cắn. Để hai bọc cho để tí nữa nó cắn nha. Đấy, bọc đầy mà. Vấn đề là không có hàng để bỏ thôi chứ bọc thì đầy. Thì chắc nhét rồi. Hai mặt má cũng tạm đủ tiền xăng rồi. Được vô
cho vô luôn. Con này mới dính đầu sáng mọi người, chỗ này quậy chưa nát mà. Mới dính sơ sơ, quậy sơ sơ à. Rồi rồi, để đó cục à. Để đây, để đó lấy nước uống luôn. Chú chà, nó quấn rồi, nát bét luôn. Còn cái nào nữa không ta, hết rồi không? Hết rồi mọi người. Bây giờ anh em mình kiếm chỗ đặt thêm mấy cái hồi nãy. Mấy cái hồi nãy mà bị như mà nó gần được đường chảy quá, đường nước chảy quá cái nó lòi bậy ra mọi người. Gom mấy cái qua đây mình đánh thêm. Tính ra nhiều, tính ra cái khu này bọc má cũng nhiều quá chứ. Cái khúc đoạn chỗ này là dính hai con bọc má. Bây giờ mình cũng, anh em mình cũng thăm xong bãi rồi mọi người. Video tới đây cũng kết thúc mọi người. Thì thành quả được bữa nay được hai con bạc má mọi người. Anh em mình mới lấy ra đây. Cũng được hai con bạc má, đủ tiền xăng rồi mọi người. Mọi người thấy video hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em tụi mình nha mọi người. Giờ tranh thủ hai anh em mình đi đặt thêm mấy cái bãi đi, rồi tranh thủ đi về. Chứ để trời nó mưa, trời nó cũng mù mù rồi. Cái mùa này nó gấp gần tới mùa mưa rồi mọi người. Vô mùa rồi, nói chung là đi thăm bãi nó sướng lắm. Nó quậy nát này. Rồi, anh em mình về đây, bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye mọi người. Mọi người tiếng anh em mình về đây.